anh em phải chú ý tuyệt đối những cái điều sau khi sử dụng cái dòng mạch thông minh nhá anh em nhá. Tức là các cái dòng kiểu như dòng 5 ký này anh em này, 5 ký này, 2 ký này, 10 ký này của rất nhiều hãng thì thường người ta sẽ lắp một cái mạch lắp cái bình đúng không? Thì thường là bình 48 450 thì nó sẽ phát sinh vấn đề là bình ngày trước ấy thì dùng giao tiếp bằng dây lan thì không nói, nhưng bây giờ với bình thông minh ấy thì thông số nó rất là nhiều, nhiều anh em là mới dùng không biết là cài nó hay sai. Đây cho anh em xem cái bình nhá. Đây là bình của một anh khách, anh ấy chuẩn bị gửi đi thì mình test cho anh, quay cho anh em xem cái thông số chính trên này nhá. Để anh em hình dung ra cái cách dùng, sử dụng ra làm sao, bởi vì cái dòng thông minh này nó hay lắm, nhưng mà hay nhưng mà không biết dùng thì cũng hơi dở. Đây. Ở đây nó sẽ có một phần là phần báo vôn nhá. Báo dòng xả này 0.2A này. Battery power là 9.9W này. Bình nó đang áng chừng dung lượng tầm 74% này. Battery capital tức là bình này bình 45A này. Riemann capital là còn 33.3A. Đấy. Sau đó nó có dòng tiếp theo này anh em nhìn này, trung bình là điện áp còn bao nhiêu này? Avex cell cao này, là trung bình điện áp là 3.289V này. Đấy, ở đây có phần nhiệt độ từng khu vực này. Có phần nhiệt độ của buồng xả này, tức là nhiệt độ của cái máy này này, nó có luôn này. Có phần điện áp từng cell pin này. Nội trở từng cell pin này. Cái này thì đảm bảo đo chuẩn, nhưng mà chủ yếu là cái dòng này này anh em này, cái bảng này này. Cái bảng này nhiều anh em cài là bị sai nhá. Cài sai xong máy nó ngắt, cứ bảo thế tại sao cái máy nó ngắt, mình bảo luôn là anh em cài sai rồi anh em ơi. Ở đây anh em nhìn này, cell cao này, 16 cell này. Thì nó sẽ là hệ 48 này. Battery capital là hệ 45A này. Ở đây sẽ có phần calibration, tức là cân chỉnh lại vôn điện này, cân chỉnh lại dòng này. Ở đây nó đang là 0 này. Ở đây có một phần nữa là phần nó sẽ giúp anh em là cài điện áp đầy. Ở đây đầy sẽ là 3.6V nhá. Anh em có thể cài xuống 3.5 thì cái kẹt dòng cell OPV này, OVPR này sẽ xuống tụt xuống 0.050V nữa. Và cái dòng power off vôn này mình đang để là 2.9 thì nó điện áp trong bình nó sẽ còn tầm khoảng 15% là nó máy ngắt rồi, nó không cho xả nữa. Cực kỳ an toàn cho bình. Để những thông số chính anh em phải chú ý này. Continue thì đi trên current, tức là dòng xả tối đa 100 này. Đấy. Thời gian xả nó bị quá mạch này là 60 giây này. Và cái dòng trên OTP này, cái dòng này là báo nhiệt độ này. Bao nhiêu độ thì máy dừng này, anh em cài được rất nhiều luôn nhá. Đấy. Cái quan trọng nhất là cái bảng này này, anh em dùng thành thục cái bảng này rồi thì anh em khóa máy rất là dễ luôn. Mà giới hạn công suất và đảm bảo cho hệ thống là dùng rất là bền. Đây này, ở đây có phần nạp này, xả này, cân bằng này, cảnh báo này, tắt cảm biến này, nhiệt độ này, cổng giao tiếp này. Và cái đèn này là đèn display already on, tức là đèn màn hình luôn luôn sáng. Đây cái chế độ như vậy. Đấy, còn chủ yếu là anh em xem bảng này thôi. Cái bộ này này nó chỉ dở một cái là anh em mà cài mà sai là máy nó dừng. Đấy, nên thành ra nhiều khi bán cho hoặc cấp cho khách ấy, anh em không nên cấp mật khẩu. Anh em ạ, cứ lắp xong test chạy nạp xả ngon là anh em gửi đi thôi, chứ còn anh em mà cài mật khẩu xong khách mà mở ra họ hay bấm sai lắm, mình bị mấy lần rồi mình biết. Bấm sai xong đến lúc có lung tung phèng lên anh em ạ. Thế là sau toàn lại gửi về, chẳng như là hai bình này này. Là anh ấy cài sai thông số thì phải gửi về bên mình cài cái đâu, cài mất chỉ tầm 20 giây là xong thôi. Mình xem kiểm tra tại sao lại bị như vậy thì phát hiện ra là bị nhầm thông số. Bấm cái thì mất có tầm 20 giây lại chạy bình thường. Đấy, tí lại gửi về cho anh ấy. Các cái dòng máy tầm 5 ký, 3 ký nó bắt đầu phải dùng cái này anh em nhé, thì mới chạy ok được. Mà đã dùng dòng này thì khuyến cáo anh em là lên nắp tầm khoảng 2-4 bình. Còn nếu mà hệ nhỏ tầm khoảng 2 ký, 1 ký thì không nói, thì là lắp 1 bình thôi, đến 2 bình là vô tư. Nhưng hệ 5 ký thì nên lắp 4 bình anh em nhé. Tức là phải tầm 48V 200A thì mới đủ dòng xả để đảm bảo cho pin nó bền. Đấy, tức là dòng xả của 200A 48 thì nó sẽ tầm khoảng được 4.000 thì là bình đảm bảo lúc nào cũng là bền và hòa lưới chạy không bị sụt áp thì cũng bền anh em nhé.